Rồi, xin chào tất cả mọi người. Ở video này tôi xin giới thiệu về phát hiện ra một cái ổ nấm hay là gọi là ổ sâm ưu linh rất là khủng. Đây, nằm trên cục gò mối ở trong rừng cao su. Thì khi phát hiện thì chúng tôi đã đào thử, đã đào được khoảng 2/3 rồi, 1/2 cái ổ rồi, thì mới thu hoạch được nhiêu đây. Rất là nhiều ổ to. Đây, đây là sâm ưu linh, giá trị rất là cao. Đây là lớn nha. Thì đầu tiên thì sẽ quay cho các bạn xem là nó như thế nào. Đây, nhìn kỹ mới thấy đây, phía trên nó sẽ mọc cái râu thế này đây. Đây. Đó. Đó, rất là nhiều râu. Đây, thấy chưa? Đây, rất là nhiều riêng. Đó, đây râu dài dài hết rồi, thấy không? Đây, đây, thì chúng tôi mà đang thực hiện là đào. Xong thì khi đào xuống thì nó có những bọng mối thế này đây. Đây, nó nằm trong bọng mối, đó. Đây, đây chúng ta có một cái cụ rất là lớn nằm đây. À, cứng ngắc, rất là chắc. Ổ này là chúng tôi là phải 2-3 người đào mới nổi. Thì các bạn tìm hiểu trên mạng cũng thấy rồi đó, đa số nó nằm ở dưới lòng đất, đào sâu từ nửa mét đến 2 mét. Nhưng ở đây là nó đặc biệt là nó nằm trong của ụ mối rất là to. Đây, khi đào xuống đây, đây mới vừa đào xong. Đấy, các bạn thấy nó treo lủng lẳng thế này này. Đấy, rất là đẹp. Trên này là củ nhỏ nè. Đấy. Rồi chúng ta sẽ bẻ cái củ này nha. Đấy. Rất là cứng. Đấy, bên này đang đào. Trữ lượng cái ổ này, ổ nguyên cái ổ này là chắc hẳn chúng ta đào đây hiện tại gần 2 kg rồi. Củ lớn có, nhỏ có. Cái củ lớn. Đó. Đây, củ tròn. Đây, khi đào ra. Đó. Cái một cái ổ mối này nó cao là khoảng 1,5 m, nó lên nhô lên khỏi mặt đất. Đây, nó nằm chung với con mối nhau. Này này này, chỗ này bẻ cái đó ra coi. Đó, thấy không? Đây, nó rất là nhiều bọng, nó có bọng như thế này nó mới hình thành lên củ được nha các bạn. Đây là phải nói là quà của thiên nhiên, một loại đặc sản sâm ưu linh rất là quý. Rất là may mắn cho anh em khi phát hiện mẫu sâm khủng lớn nhiều như thế này. Hiện tại chúng tôi đã đào được khoảng hơn 3 kg rồi. Đây đây, nó có bọng, nó sẽ mọc ra thế này đây. Đây, cứng rất là chắc các bạn. Đó, đào xuống nó sẽ có mấy cái bọng đó. Đây này có củ nhỏ nữa ha. Đó.
sâm này thì có thể nấu nước hoặc là ngâm rượu cũng trị được nhiều loại bệnh lắm đó. Nhưng mà bệnh gì thì cũng trên mạng đã nói rồi, các bạn nào muốn tìm hiểu thì lên mạng tìm hiểu nha. Đây, khi chúng ta thấy rau ở trên nó đã già thế này, nó phân nhánh thế này thì chúng ta đào xuống củ rất là lớn. Đây, cái củ nó đây. Đây, ha. Các bạn thấy không? Cái này chúng ta là rửa xong rồi nó màu đen bóng lưỡng. Lớn. Hiện tại để đào được cái ổ sâm ô linh này chúng tôi phải tốn 3 người đào mới nổi. Ơi đây đây, nó treo. Đây quá trời. Trời ơi. Cứ đào một vài cuốc là một nắm thế này. Mọi người xem video clip này, nếu như ai có nhu cầu muốn mua sâm thì liên hệ với số điện thoại tôi để bên dưới nha. Đây, khi đào lên này, tự nhiên rất là sạch. Đây, củ này đẹp quá ha, nó không dính đất luôn nè, nó treo. Đấy. Đó, lát rồi, lát củ rồi. Đây củ. Có củ đã bị đứt kìa đó. Trời, quá trời củ luôn. Đó. Phía trong nữa kìa. Phía trong, ở trên, ở dưới. Yeah, đó. Phải nói đây là một phát hiện rất là độc, lạ. Ổ sâm rất là lớn, ổ sâm khủng. Đây. Các bạn lưu ý, đào rất ổ mối này nó rất là nguy hiểm. Như các bạn thấy đây, nguyên một ổ rắn. Đây là trứng rắn. Con thừa quá. Trứng rắn. Đấy. Nên đào này cũng rất là cẩn thận. Những bọng thế này rắn nó thường vô ở và nó làm tổ. Đây. Nó đẻ những cái trứng rắn này nó đã nở để đi hết rồi. Rắn con thường. Đây. Một ổ sâm ô linh lớn quá. Tìm thì rất là cực. Thích đi tìm nó, đi đào. Nhưng mà được một ổ sâm lớn như thế này đào rất là mệt. Đây. Hiện tại thì chắc khoảng được hơn 3 kg rồi. Đây. Lớn có, nhỏ có. Củ nhỏ dài dài nè. Củ lớn nè. Mọc nè, đây mọc nữa. Mọi người xem video này, nếu như có nhu cầu muốn mua sâm ô linh nha, thì liên hệ với số điện thoại tôi để phía dưới nha. Đây. Hiện tại thì chúng tôi mới chỉ đào xung quanh một cái ổ sâm. Sâm ô linh. Chúng tôi chưa đào vô giữa ổ đấy. Rớt xuống rồi, đây đây. Trời ơi, đây này nè, rớt xuống nè. Rớt cũ nè. Nè. Nằm đây đây nè. U nè. Đây nữa. Chúng tôi bây giờ thì sẽ khui. Khui hầm á. Khui ổ vô giữa ổ để tìm những cái củ sâm lớn nha. Đây có một củ nè. Có rắn không? Có rắn. Có đó. Cái lô mình phải có đó. Đây. Cái này chứ rắn chứ nữa. Có rắn mới được là cái đuôi. Hả? Đây. Nó sẽ rớt xuống này. Củ khi mà củ sâm chúng ta bóp vô nó còn bóp nhẹ vào nó còn cứng. Là còn tốt. Đây, khi khu vào giữa củ lớn sẽ xuất hiện này. Đây cái củ rất là lớn này. Rất là tròn. Ai da. Ai. Cứng ngắc. Quay, đâu bên đây, tới qua bên này. Đâu.
đó. Cách nhận biết sâm ô linh á, những ổ mối nào có hay không á, chúng ta nhìn ra đây. Đây là những cái rễ nó lú lên nè. Quá trời rễ. Đây. Rễ này nó đã già nên củ nó mới lớn, đúng không? Có. Nè. Đây nè. Rễ nè, chùm rễ nè. Dọc 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 đây, khi đào xuống chúng ta sẽ thấy củ nó dữ. Đây như chúng ta thấy nè, đây là cái rễ của sâm ô linh. Khi chúng ta đào xuống dưới này có một cái bọng thế này nè, đây là củ sâm ô linh nè. Rất là đẹp. Lớn, trong này đây củ trong củ ha, củ lớn. Ba ngón tay. À, chúng ta có những cái bọng như thế này. Đây xuống này chúng ta thấy đây có củ nè. À, củ này là to, lớn. Đây. Củ này rất là đẹp. Lớn của nhỏ rất là nhiều, rớt xuống. Đây là sâm ô linh, giá trị dinh dưỡng rất là cao nha. Trên những cái trang web thì chúng ta tìm hiểu cho thấy rất tốt về sức khỏe. Có thể chúng ta là ngâm nước, ngâm rượu uống, gọi là nấu nước, làm hoặc là làm dược liệu khác. Mọi người đang xem video này, nếu có nhu cầu mua sâm ô linh này thì hãy liên hệ số điện thoại tôi để phía dưới nha. Đây là những cái rễ mà nó chưa lớn nè, chưa phát triển thành củ. Chút xíu nữa đào xong tôi sẽ tổng kết lại, chúng ta sẽ có được bao nhiêu ký, cho khoảng 5-6 ký gì đó. Đây, hiện tại cái ổ sâm ô linh này chúng tôi đang tiếp tục đào chưa xong, nhưng hiện tại nó đã được như đây rồi. Củ lớn nè, củ nhỏ nè, rất là nhiều củ. Như đây là khoảng hơn 3 ký rồi. Như các bạn thấy đó, thấy không? Bên kia chỗ xuất phát thì nha. Đây. Lớn có, nhỏ có. Những cụ lớn đấy. Như các bạn thấy cụ lớn nhưng nó không có bị sọp nha, rất là chắc, rất là cứng, còn rất là tốt. Những cái củ nhỏ nhỏ thế này nè, okay, rất là quý rồi. Có thể chúng ta ngâm rượu thì ngâm nguyên một củ luôn, rễ luôn, chúng ta chà rửa xong rồi chúng ta ngâm, còn là nấu nước chúng ta uống để dành đúng đấy, nhỏ thôi. Có thể nấu nước thì chúng ta có thể chẻ ra và để nguyên củ cũng được, uống rất là tốt. Đây là sâm ô linh củ màu đen, nhưng mà phía trong đây những củ đào bị lát, ở trong thì nó rất là trắng, giống như là tinh bột, sáng trắng. Này là tại dính đất, mùi thơm. Chúng ta ăn sống thử thì cũng nghe vị ngọt ngọt. Mọi người đang xem chúng tôi là đang đào một cái ổ sâm ô linh nằm trong cái ổ mối. Đào được bao nhiêu đây rồi?
rất là nhiều. Ước lượng cái số lượng này chắc khoảng gần 5 kg rồi đó. Mọi người có nhu cầu liên mua sâm ô linh này thì liên hệ với số điện thoại tôi để phía dưới video nhé. Do chúng tôi là đi đào chứ không phải là dân kinh doanh nên chúng tôi sẽ bán với giá rất là hữu nghị. Ai có nhu cầu mua kinh doanh hay là để nước uống làm thuốc gì đó thì cứ liên hệ điện thoại chúng tôi nha. Đây kết quả sau khi mà đào được một ổ nấm, ổ sâm ô linh khủng, rất là khủng. Một cái vỏ sách như thế này này, gần đây một vỏ sách lớn có nhỏ có. Rồi chào các bạn nha. Ai có nhu cầu muốn mua sâm ô linh này thì liên hệ đi số điện thoại chúng tôi để phía dưới nha.